Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel của Hacom. Mình là Thu Phương và như các bạn đã thấy thì sau lưng mình đây chính là một siêu phẩm màn hình đến từ Gigabyte có tên là Gigabyte Aorus FE32U. Và sản phẩm này thì đó là một chiếc màn hình được trang bị những công nghệ hàng đầu hiện nay, ví dụ như là độ phân giải lên đến 4K này, tần số quét là 144Hz cho một độ chuẩn màu tốt và có một thiết kế không chê đi đâu được. Và sản phẩm này thì thuộc phân khúc cao cấp của Gigabyte khi có mức giá dao động từ 29 cho đến 30 triệu. Vậy thì trong video ngày hôm nay các bạn hãy xem hết để nắm được là tại sao nó lại thuộc phân khúc này nhé. Điều đầu tiên mà các anh em quan tâm đến khi mà quyết định mua một chiếc màn hình sẽ là như thế nào? Sẽ là những cái câu hỏi, ví dụ như là mức độ hiển thị của nó có tốt hay không, đúng không? Để xem là nó có sai màu sắc, chuẩn màu của nó như thế nào và có thể đáp ứng được nhu cầu của mình hay không. Thì đó sẽ là điều đầu tiên mà mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay, đó chính là mức độ hiển thị của con Gigabyte Aorus FE32U này. Em nó sở hữu một độ phân giải lên đến 4K và theo như mình biết thì 4K hiện nay cũng đang là độ phân giải cao nhất cho màn hình rồi. Và ngoài ra thì nó còn được trang bị tấm nền IPS có độ hiển thị và góc nhìn rộng lên đến 178 độ, có trang bị chống chói luôn, tần số quét là 144Hz và có hỗ trợ 120Hz khi chơi game bằng các máy console. Ngoài ra thì độ sáng của em nó sẽ là 350 nits. Đối với những thông số như thế này thì mình thấy nó đáp ứng thừa tốt những cái nhu cầu giải trí hay là làm việc cơ bản. Và đối với những anh em nào mua chiếc màn hình này về để phục vụ cho những nhu cầu kể trên như là multimedia hay là chơi game thì các anh em còn quan tâm đến nữa, đó là độ bao phủ màu sắc, đúng không nào? Vậy thì để xem là Aorus FE32U sẽ mang đến cho chúng ta những thông số như thế nào nhé. Đó chính là 90% DCI-T3 và 123% sRGB cộng với tốc độ phản hồi là 1mJ Gray to Gray. Và đây là một màn hình được đánh giá là có giải màu rộng. Chính vì vậy mà những thông số nó đưa ra như là 90% DCI-T3 hay là 123% sRGB thì mình thấy đó là những thông số khá là ấn tượng và có thể phục vụ tốt được cho các anh em. Nó sẽ mang lại một cái cảm giác sử dụng rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ được nhìn thấy các khung hình này sống động, chân thực và rất là nịnh mắt khi mà chúng ta giải trí hay là chúng ta chơi game hay là chúng ta làm việc, đúng không nào? Theo như kết quả đã test qua SpiderX thì độ sai màu sắc Delta E sẽ rơi vào khoảng là 2.8 và màu sắc bị sai nhiều nhất ở đây sẽ là màu đỏ. Chính vì thế mà khi chúng ta nhìn vào màn hình thì chúng ta sẽ có một cảm giác đó là tông màu ấm và rực hơn do nhiều sắc đỏ. Tuy nhiên thì độ sai màu sắc này cũng không quá lớn và những màu sắc khác vẫn rất là chuẩn, gần như là chuẩn nhất trong các màn hình có giải màu rộng hiện nay. Thế nên là Gigabyte Aorus FE32U mới được đánh giá là một chiếc màn hình có công nghệ đi đầu. Em nó sẽ là một chiếc màn hình chiếm khá là nhiều diện tích của các bạn đấy, bởi vì nó có kích thước lên đến là 31.5 inch. Nhưng các bạn nhìn thấy là mình đứng cùng nó giống như là một em bé, một người tí hon vậy á. Thế nên các bạn phải trang bị cho em nó một cái chỗ để thật là rộng rãi để có thể phù hợp với kích thước này nhá. Và ngoài ra thì em nó còn sở hữu 3 viền màn hình siêu mỏng, gần như là biến mất luôn. Đó. Thì điều này rất là thuận tiện cho các anh em khi mà có nhu cầu mà muốn ghép thêm màn hình, hoặc là đơn giản là nó cũng mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm sử dụng rất là tuyệt vời, có một không gian hiển thị rộng rãi hơn, đúng không nào? Và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những cái vị trí mà các bạn để có thể nhìn thấy được phần lưng á, bởi vì phần lưng của em nó cũng được trang bị bằng những đường cắt xẻ rất là gaming này, hay đơn giản và đặc biệt nhất đó chính là dải đèn LED RGB Fusion có hình cánh đại bàng giống như là logo của Aorus vậy. Chính vì thế thì các bạn hãy lựa chọn một cái vị trí để nó có thể show ra được vẻ đẹp ở đằng sau như thế này nhá. Và như các bạn cũng thấy là đằng trước hay là phần chân đế thì Aorus FE32U đều có những cái đường cắt xẻ rất là gaming và có logo của Aorus rất là hầm hố và chất lừ ở vị trí đó. Và để đi kèm với một kích thước màn hình lớn là 31,5 inch thì trọng lượng của em nó cũng không hề nhẹ một chút nào. Riêng cái phần màn hình mà chưa có chân đế á, nó đã, trọng lượng của nó đã rơi vào khoảng là 8kg rồi, cộng thêm với chân đế được làm bằng kim loại là khoảng 2kg nữa thì chiếc bàn của bạn sẽ phải gánh một cái trọng lượng đó là khoảng chục cân, là khoảng một yến rồi đó. Còn chưa kể đến những cái phụ kiện đi kèm như là loa hay là chuột hay là bàn phím, đúng không nào? Chính vì thế mà chúng ta hãy lựa chọn một chất lượng làm bàn thật là phù hợp nhá. Có nhiều bạn nhận xét là chiếc chân đế này khá là to, nhưng mà mình nghĩ rằng để có thể đỡ được một chiếc màn hình mà có trọng lượng là 8kg mà kích thước lớn như thế này thì cần một cái chân đế khá là chắc chắn. Thế nên mình cảm thấy
cái chuyện nó to và nó được làm bằng hợp kim kim loại như thế này thì mình thấy nó là điều bình thường. Và bạn có thể sử dụng Gigabyte Aorus FE32U này với rất là nhiều các tư thế khác nhau, như là các bạn có thể xoay dọc một góc 90 độ này, hay là các bạn có thể nâng cao hạ thấp phần màn hình. Và ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cả phần xoay nghiêng, chúng ta có thể nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, cúp xuống hoặc là ngửa lên để như thế nào đó thuận tiện nhất cho cái hướng nhìn cũng như là tư thế của các bạn. Và nếu như tất cả những điều đó vẫn là chưa đủ với bạn thì các bạn hãy hoàn toàn yên tâm, vì Gigabyte Aorus FE32U này cũng có trang bị phần chân đế VESA, thì các bạn có thể mua thêm ở bên ngoài với kích thước đó là 100x100mm. Gigabyte Aorus FE32U sẽ được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm đó là hai cổng HDMI này, một cổng DisplayPort này, một cổng Type C có thể dùng để sạc các thiết bị khác nữa, hai cổng USB 3.0, các giắc cắm tai nghe mic này. Và với đa dạng những cổng kết nối như vậy thì sẽ rất là thuận tiện cho các bạn trong quá trình sử dụng. Ví dụ như các bạn dùng MacBook chẳng hạn thì chúng ta có thể hoàn toàn xuất hình một cách dễ dàng qua cổng USB Type-C đúng không nào? Hay là các bạn dùng những chiếc cả màn hình có thể là đời cao hay đời thấp thì con màn hình này cũng đều có những cái cổng kết nối có thể đáp ứng được điều đó. Hay là chúng ta copy dữ liệu này, hay là chúng ta sử dụng chuột không dây, hay là bàn phím thì chúng ta có thể cắm trực tiếp lên màn hình luôn thay vì một thao tác là phải cúi xuống cắm vào cây. Nó vô cùng tiện lợi đúng không nào? Vâng, và trên đây chính là tất cả những đánh giá của mình về chiếc màn hình Gigabyte Aorus FE32U, một chiếc màn hình thuộc phân khúc cao cấp với những trang bị công nghệ đi đầu hiện nay, sẽ phù hợp với những anh em nào mua về để chơi game hay là làm các tác vụ về đồ họa, về multimedia, bởi vì nó có một cái mức độ hiển thị màu sắc rất là tốt và có một thiết kế rất là đẹp đúng không nào? Sản phẩm này đang được bán tại Hacom với mức giá đó là 29.189.000 đồng. Link sản phẩm mình đã để ở phần mô tả nếu các anh em nào quan tâm nhé. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với Hacom thì hãy subscribe channel của chúng mình để có thể chờ đón những video hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại trên Hacom.